Thưa quý vị và các bạn, trong tiềm thức của người dân Bến Tre luôn kính trọng, ngưỡng mộ nữ tướng Nguyễn Thị Định và luôn gọi nữ tướng là cô Ba Định với cả tấm lòng thân thương, triều mến. Những huyền thoại gắn liền với chiến công của cô Ba Định ở những khúc quanh lịch sử, đậm lòng bao dung, nhân hậu, tình yêu thương con người thủy chung với cách mạng, với bạn bè, với đồng nghiệp của cô Ba, đã trở thành biểu tượng tinh thần trên vùng đất xứ Dừa. Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ tướng Nguyễn Thị Định, ngày 15 tháng 3 năm 1920, ngày 15 tháng 3 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh về cuộc đời và sự hy sinh, cống hiến cho quê hương đất nước của người nữ tướng vùng đất xứ Dừa. Nữ tướng Nguyễn Thị Định, người con của quê hương Lương Quà, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thở còn niên thiếu, tận mắt chứng kiến cảnh nhân dân ta bị giặc Pháp sát hại một cách dã man, cùng sự dìu dắt của người anh trai thứ ba, anh Ba Chẩn, bà đã giác ngộ được cách mạng và tham gia hoạt động từ năm 16 tuổi. Năm 1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Bước qua những nỗi đau gia đình, chồng hy sinh, con mất, bà Ba Định tích cực hoạt động cách mạng. Năm 1944, khi phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ, bà bắt được liên lạc với tổ chức. Cách mạng tháng 8 năm 1945, bà cầm lá cờ đầu cùng với các lực lượng ùn kéo vào thị xã giành chính quyền. Tháng 4 năm 1946, bà cùng đoàn đại biểu miền Nam ra Hà Nội gặp Bác Hồ và chính phủ để báo cáo tình hình cách mạng miền Nam và xin chi viện vũ khí cho chiến trường Nam Bộ. Bà Ba được Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trở về miền Nam bằng con đường biển. Với lòng quả cảm, trí thông minh, vượt qua bao nhiêu sóng gió, bà đã vận chuyển thành công 12 tấn vũ khí về miền Nam, đồng thời mở ra con đường Hồ Chí Minh trên biển, là tiền thân của đoàn tàu không số huyền thoại. Năm 1953, cái cô mấy đứa xuống rừng lá thành phố hướng dẫn mấy anh em dạy về bên cách giao liên rồi đi giấu tài liệu làm sao, dạy làm đủ thứ anh. Thì đáng nhớ nhất là cái vụ phá cái mục ruồi đó mà rung mà sợ, muốn phá cái mục ruồi đó là bà phải gọt sát trùng lưỡi lam rồi phải gọt chảy máu cả, mình mới là làm mà vô với xà bông cái nữa, rồi mình quến làm sao mà cho đều nhá, rồi mới tét vô đó. Mà 10 ngày sau xuất ra lần lần đó, nó bằng phẳng đó, là sau này địch nó đâu theo dõi nữa được hết rồi, đâu có còn chụp cái hình đâu thấy nữa, nó lên hình là nó lấy hình hồi trước đó. Rồi có một rồi vậy rồi nó đăng lên rồi sau này phá bức ơi. Rồi về đây bà nội còn rầy, bà nội nói trời ơi mày phá vậy rồi đuổi nó ăn hết cái mặt của cô sao, nó sẽ giờ biết làm sao thì phải chịu thôi. Giai đoạn 1948-1953 là giai đoạn rất khó khăn của cách mạng ở Bến Tre. Bà được phân công hoạt động chủ yếu ở huyện Mỏ Cày, đảm nhận nhiều chức vụ như bí thư huyện Mỏ Cày, hội trưởng Hội Phụ Nữ Cứu Quốc tỉnh, phó chủ tịch mặt trận Việt Minh. Năm 1960, bà được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Bà cùng với các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy khởi xướng nên phong trào đồng khởi giành thắng lợi, mở đầu cho phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang và binh vận ở khắp miền Nam. Và trong phong trào đồng khởi cũng sản sinh ra một đội quân đặc biệt, đó là đội quân tóc dài do bà Nguyễn Thị Định lãnh đạo. Năm 1961 đến năm 1964, bà là khu ủy viên khu 8, ủy viên Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Giai đoạn 1965-1974, bà giữ chức Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 4 năm 1974, bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành người phụ nữ đầu tiên của nước ta được phong quân hàm là tướng. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975,
nữ tướng Nguyễn Thị Định đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7, 8. Năm 1976, bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội. Năm 1980, bà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 6 năm 1987, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ngày nay là Phó Chủ tịch nước. Cô ba thì rất là trung hậu, đảm đang và quyết đoán, rất là dân chủ, mở rộng, nhưng mà bà quyết đoán nhiều chuyện. Đời thường thì rất là giản dị mà cũng rất là hiền từ, mà gần gũi với dân, rất gần gũi với dân. Cho nên là đi đâu thì quần chúng rất là cảm mến, rất là thương yêu. Hiện nay, khu lưu niệm Nguyễn Thị Định dần trở thành địa chỉ đỏ của địa phương, một hành trình lịch sử, văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhở đến người nữ tướng dùng đất xứ Dừa đã làm nên lịch sử hào hùng và nền văn hóa đặc sắc của dân tộc, giáo dục giá trị văn hóa lịch sử truyền thống cho thế hệ tương lai. Con người của Bến Tre nói chung và bản thân Bác Ba Định đã đem lại cái niềm tự hào của dân tộc để chúng ta phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp đổi mới. Đây cũng là một cái nét văn hóa gìn giữ để rồi phát huy cho các thế hệ sau này đến chiêm ngưỡng cũng như phát huy cái sức mạnh của cả quê hương mình trong cái sự nghiệp đổi thay của đất nước. Cuộc đời và tất cả những cống hiến của nữ tướng Nguyễn Thị Định cho quê hương, đất nước là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Một vị tướng từ lòng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và sống mãi trong lòng nhân dân. Bà là người phụ nữ tiêu biểu nhất, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt với quê hương, nữ tướng đã góp phần làm nên một Bến Tre anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy. Hình ảnh của bà đã tạc nên một dáng đứng Bến Tre bất hủ.